hậu Mai Ngô vào được top 5, tôi cảm thấy bản thân cũng ghê gớm thật sự. Á hậu Mai Ngô đã có dịp trải lòng sau khi đạt được thành công nhất định ở cuộc thi Hoa hậu vừa qua. Gần 15 năm hoạt động nghệ thuật, Mai Ngô không phải là cái tên quá xa lạ đối với khán giả truyền hình Việt khi người đẹp phủ sóng trong nhiều chương trình truyền hình thực tế từ người mẫu cho đến Hoa hậu. Cô nàng để lại ấn tượng mạnh cho người xem bởi những phát ngôn khác biệt, những biểu cảm chân thật. Thế nhưng giờ đây, có lẽ khán giả sẽ phải chia tay một Mai Ngô hồn nhiên, chào đón cô với hình ảnh mới trưởng thành, chững chạc hơn. Người đẹp giờ đây đã chính thức trở thành Á hậu sau đêm chung kết Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vừa qua. Trong buổi trò chuyện cùng chúng tôi, Mai Ngô đã có dịp chia sẻ về hành trình gặt quả ngọt sau những năm miệt mài chinh chiến kha khá cuộc thi sắc đẹp, về những ồn ào xoay quanh câu hỏi ứng xử. Bên cạnh đó, người đẹp cũng đề cập đến những dự án âm nhạc sắp ra mắt. Mai Ngô nói gì về danh xưng mới và thành tích ấn tượng ở Miss Grand Việt Nam? Chào Mai Ngô, không còn là người mẫu, bạn giờ đã được gọi là Á hậu rồi. Cảm xúc bạn khi giờ đây có danh xưng mới ra sao? Với danh xưng Á hậu 4 của Miss Grand Việt Nam, tôi rất vui và bỡ ngỡ. Không biết là tôi sẽ được gọi là Á hậu Mai Ngô hay Á hậu Quỳnh Mai. Hiện tại thì mọi thứ không thay đổi, chỉ có nhận thức của tôi cần phải hiểu được rằng tôi đã là Á hậu. Ra đường phải chỉn chu, thanh lịch mọi lúc mọi nơi. Người thân Mai Ngô có chia sẻ gì khi biết tin bạn thành Á hậu? Gia đình tôi rất hạnh phúc, mọi người cũng có đi xem đêm chung kết. Nghe tôi được sướng tên, ai nấy đều vỡ òa trong nước mắt. Tôi cũng rất vui khi thấy khán giả đồng lòng mong muốn tôi vào top 5. Hơn 10 năm hoạt động, tham gia đủ cuộc thi, Mai Ngô mới có thành tích như hiện tại. Kết quả Á hậu 4 liệu đã khiến bạn hài lòng? Đối với tôi, đạt được danh hiệu Á hậu là điều rất vinh hạnh. Hoạt động trong nghề cũng gần 15 năm, đây là danh hiệu lớn nhất tôi từng có. Đã thành Á hậu, Mai Ngô tự cảm thấy bản thân phải thay đổi ra sao để phù hợp với danh xưng này? Nếu so với hành trình trước đây thì tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dù là Á hậu rồi nhưng tôi nghĩ tôi sẽ giữ vững hình tượng như thế, không cần thay đổi gì hết. Có vẻ như cuộc thi Hoa hậu đã thay đổi khá nhiều về tư duy của bạn. Tôi không nghĩ là cuộc thi Hoa hậu này đã thay đổi tư duy của tôi, mà thay vào đó tôi nghĩ tôi lớn rồi nên cần phải trưởng thành hơn mà thôi. Mọi thứ tôi suy nghĩ, hành động, phát ngôn đều có sự điềm đạm, phải biết cách tiết chế để có thể sống thoải mái hơn. Con người tôi sau 5 năm thi Hoa hậu là như vậy, mọi người cũng đã thấy và đón nhận nó. Tôi rất trân quý tình cảm mà mọi người dành cho tôi, nhưng cũng có khán giả lo rằng khi chọn con đường trở thành một beauty queen nữ hoàng sắc đẹp thì cá tính của bạn sẽ nhạt nhòa hơn chứ. Tôi nghĩ hình tượng Á hậu như hiện tại không hề nhạt nhòa nếu bản thân luôn bùng cháy nhiệt huyết. Để trọn vẹn với danh xưng Á hậu, tôi cần thanh lịch nhưng cá tính con người tôi là không thay đổi. Quyết định thi Miss Grand đến với bạn bất chợt hay đó là một kế hoạch từ lâu rồi. Tôi vốn là fan cứng của Miss Grand Thái Lan. Khi Thủy Tiên đạt ngôi vị cao của cuộc thi quốc tế, đó là nguồn cảm hứng bùng cháy để tôi quyết định tham gia Miss Grand Việt Nam năm nay. Tuy nhiên, tôi đã phải cân nhắc rất nhiều khi nộp đơn đăng ký vì tôi từng thất bại ở một cuộc thi Hoa hậu rồi nên không chắc tiêu chí cuộc thi thật sự phù hợp với tôi. Số trời đã định Mai Ngô gặp toàn những câu hỏi khó ở chung kết, hết ở giơ phây đến lượt Miss Grand Việt Nam bạn cũng toàn được ưu ái nhỉ. Thật ra thì mọi thứ giống như có một sự sắp đặt, tôi không biết đó là sự sắp đặt từ đâu, có thể là vũ trụ. Vì những câu hỏi đều là bốc thăm nên chắc có thể số phận của tôi là như vậy rồi. Câu hỏi của tôi tuy rất khác so với những câu hỏi còn lại nhưng cũng không làm tôi cảm thấy bản thân mình kém may mắn. Dù khán giả thấy được sự chênh lệch trong câu trả lời nhưng họ vẫn bày tỏ tình yêu, dành sự ủng hộ cho tôi. Mọi người nối tiếp khi tôi chỉ dừng chân ở Á hậu 4. Mai Ngô nghĩ thế nào khi nhiều người cho rằng bạn lẽ ra nên đạt ngôi vị cao hơn? Á hậu 3 chẳng hạn vì phần thi được đông đảo khán giả đánh giá tốt hơn đối thủ. Khi tham gia một cuộc thi, tôi tôn trọng quyết định của ban giám khảo. Họ có thang điểm, vô chấm riêng, có thể Minh Thư có ngoại hình, phần thể hiện nào đó nhỉnh hơn mà chỉ ban giám khảo mới thấy được điều đó. Với tôi, vị trí nào cũng được, quan trọng là cảm thấy bản thân xứng đáng. Theo chia sẻ trên mạng xã hội, dường như Lan Khuê từng răn đe sẽ cho ăn chổi nếu bạn không được giải. Biết học trò thi Hoa hậu, huấn luyện viên nam nào có chia sẻ kinh nghiệm gì cho bạn không? Ngày nộp đơn thì vẫn chưa thấy chị Khuê động tĩnh gì nhưng đến khi tôi xuất hiện tại buổi sơ khảo, chị nhắn một tin rất dài, khuyên tôi, có hiểu tại sao ngần ấy năm vẫn đi thi hoài không? Trong khi đó người ta đã là mentor, những vị trí khác, người ta đã yên vị với những danh hiệu rồi thì em vẫn là thí sinh. Chị Khuê khuyên tôi hãy ngoan ngoãn, thể hiện bản thân là thí sinh thực thụ chứ đừng đem thái độ, những điều không phù hợp với vai trò thí sinh, sẽ chỉ gây mất điểm cho tôi. Chẳng những không phải ăn chổi mà còn là Á hậu Mai Ngô, ghê thật. Lan Khuê đã có bình luận như thế sau khi biết bạn vào top 5. Mai Ngô có nghĩ bản thân ghê gớm như lời Lan Khuê nói. Vào được top 5,
Tôi cũng cảm thấy bản thân ghê thật sự khi có thể vượt qua được Thiên Hương, Quỳnh Như, Chu Lê Vi Anh. Đó là những người tôi xem là đối thủ đáng gờm. Tôi thấy tôi cũng rất may mắn, giống như được tổ độ vậy đó. Ở đêm chung kết, dù rất run nhưng tôi vẫn thể hiện hết mình, xử lý mọi tình huống, nỗi trang phục để tỏa sáng trên sân khấu. Mai Ngô nghĩ sao khi thành Á hậu nhưng vẫn là thánh mim hệt như thời The Face hay Asia Next Top Model, còn có thêm nhiều biệt danh như Hoa hậu tuyển dụng, Hoa hậu lao động xã hội. Tôi nghĩ bản thân tham gia chương trình nào cũng viral đều xuất phát từ sự quan tâm của khán giả dành cho tôi. Mọi người lúc nào cũng dõi theo hành trình của tôi. Đó là động lực rất lớn để tôi tiếp tục làm nghề. Mai Ngô nói gì về câu hỏi gây ồn ào ở Miss Grand Việt Nam và mối quan hệ với Lượng A Kiều Loan? Cảm xúc Mai Ngô như thế nào ngay khi nghe câu hỏi từ Kiều Loan? Tôi với Kiều Loan có nhiều điểm chung trong đêm chung kết. Cả hai đều là người mẫu, cùng thi Hoa hậu, cũng là Á hậu, mặc cùng một bộ đồ, bốc trúng phiếu thăm của Lượng A Kiều Loan. Tôi rất bất ngờ, lòng tôi rất hồi hộp. Tại sao có sự tương đồng đến vậy? Khi nhận được câu hỏi, tôi cũng bật ngửa luôn. Không nghĩ câu hỏi của tôi khó như vậy. So với câu hỏi của các bạn thì câu hỏi của tôi hơi nhỉnh về kiến thức, cách giải quyết khó hơn. Ở câu hỏi này, tôi phải chọn hướng trả lời thế nào để an toàn. Đến giờ, tôi cũng chưa thật sự ưng câu trả lời của mình. Ngay sau khi có kết quả, fan bắt gặp khoảnh khắc Kiều Loan trò chuyện với Mai Ngô trên sân khấu. Lúc đó hai bạn đã nói gì? Thật ra Loan rất thương Mai. Loan có nói, chị rất sáng sân khấu, em rất tiếc. Nếu em không chọn câu đó thì chị có thể đã là hoa hậu hoặc vị trí cao hơn. Loan khóc rất nhiều và tôi thấy thương cho Loan, nhưng là người hoạt động trong nghề đã lâu. Tôi biết Loan chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của một vị giám khảo thôi. Kiều Loan và Mai Ngô có dự định sẽ ra sản phẩm hợp tác. Chúng tôi từng là nạn nhân của nhau như đã chia sẻ trong chuyến đi từ thiện. Thật sự tôi cũng rất tiếc vì sau đêm chung kết của Miss Grand, Loan nhận về nhiều sự chỉ trích vì câu hỏi đó. Khán giả tiếc cho tôi vì nếu Loan không đặt câu hỏi đó thì có thể tôi sẽ đạt vị trí cao hơn. Đó cũng là sự quan tâm của khán giả dành cho tôi, nhưng vô tình lại gây tổn thương cho Loan, dẫn đến hiện tượng bạo lực mạng với ban giám khảo ở cuộc thi tôi tham gia. Tôi thấy rất thương cho Loan. Tôi với Loan đã chia sẻ rất nhiều trong chuyến thiện nguyện vừa qua. Hai đứa đã nảy ra ý định, thôi bây giờ cùng là rapper, Á hậu nên sẽ cùng thể hiện ca khúc gì đó, như chúng ta từng bị bạo lực mạng chẳng hạn. Tôi hy vọng bài hát đó sẽ được thành hit lớn, cho khán giả mong đợi trong thời gian sắp tới. Nhiều người cho rằng độ viral của Mai Ngô chỉ là ăn may. Tuy nhiên thời gian cho thấy bạn đi tới đâu cũng đều tạo chú ý đặc biệt, dù là sau một thời gian dài im ắng. Bạn nghĩ điều này là do đâu? Đối với tôi, những drama nhà sản xuất xây dựng từ những chương trình thực tế đều toan tính, nhưng với Miss Grand Việt Nam, họ không khai thác yếu tố này nên tôi thể hiện đúng con người mình với trình độ, kỹ năng, đúng chuyên môn của một thí sinh. Về đêm chung kết, tôi không nghĩ đó là drama mà thật sự mọi thứ đến với tôi một cách tự nhiên. Tôi nghĩ số của tôi là số thị phi nên là mọi thứ dẫn đến với tôi đều có gì đó rất viral. Từ trước đến nay bạn đã tham gia kha khá chương trình đủ các thể loại. Với bạn các cuộc thi mang ý nghĩa như thế nào? Là để hâm nóng tên tuổi, là vì chưa có kế hoạch gì rõ ràng ở thời điểm đó. Đối với tôi, mỗi cuộc thi là một trải nghiệm, hành trình và tôi có thể học hỏi và khám phá được ở bản thân tôi rất nhiều. Qua những cuộc thi, qua những thành công, tôi tìm thấy được cơ hội cũng như sự thất bại mang đến cho tôi sự trải nghiệm để tôi có thể tiến bộ hơn. Đối với cuộc thi Miss Grand Việt Nam cũng vậy. Đó là một quá trình và một cơ hội để tôi có thể thể hiện được hành trình 5 năm của tôi đến với khán giả. Mai rất vui khi mọi người đón nhận Mai ở một người mới trưởng thành hơn. Đón nhận Mai vẫn giữ được nhiệt huyết, tình yêu thương dành cho Mai. Từng tham gia Rap Việt mùa 2 nhưng bị loại ở vòng casting. Mai Ngô có kế hoạch nào để phục vụ ở mảng rap không? Chắc chắn rồi. Vì tôi là một rapper mà, những dự án âm nhạc của tôi đều mang hướng hip hop đường phố. Những sản phẩm trước, tôi đã thăm dò thị trường và thật sự chọn hình ảnh để phù hợp với một nghệ sĩ âm nhạc chính thống có thể phát triển mạnh ở Việt Nam. Mạnh mà không phải dùng nhiều ca từ quá hạn chế ca từ mạnh, nên tôi đã rút kinh nghiệm ở những bài hát sau và những dự án âm nhạc của tôi sắp tới cũng vậy. Những bài hát mang tính giải trí, vẫn chất nhưng vẫn hợp hình tượng một Á hậu. Theo dõi Mai Ngô ở sàn đấu vũ đạo, có vẻ bạn khá nản chí vì những lần bị giám khảo chê đủ đường. Bạn có nghĩ bản thân không được lòng các giám khảo? Như đã chia sẻ, tôi đã trải qua nhiều cuộc thi. Có cuộc thi mang lại thành công nhưng cũng có cuộc thi mang lại những điều không tốt, gần như thất bại. Đối với sàn đấu vũ đạo cũng vậy. Mặt bằng chung các thí sinh quá mạnh. Tôi cũng là người mạnh nhưng chưa đầu tư đủ thời gian, công sức. Đó cũng là bài học để Mai rút ra được kinh nghiệm. Đó là bài học Mai rút ra kinh nghiệm khi tham gia cái gì cũng phải chiến đấu hết tôi. Sau sàn đấu vũ đạo, tôi đã nhận ra con người thiếu lửa của tôi nên khi đến với Miss Grand Việt Nam,
Tôi đã khắc phục điều đó. Tôi đã nộp đơn, chiến đấu từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng. Biên đạo John Huy Trần từng rời ghế nóng cho team bạn điểm thấp nhất vì cảm thấy bạn không nghiêm túc. Cảm xúc Mai Ngô lúc đó ra sao? Thầy John Huy Trần là người quá hiểu rõ tôi nên thầy thấy được những ngọn lửa của tôi chưa bứt phá nên thầy rất tiếc từ vòng này đến vòng khác. Tôi cũng có những lý do của tôi nhưng không thể nào mang lên sân khấu được. Cách thầy bỏ đi cũng khiến tôi rất buồn. Chính vì cách thể hiện thái quá của thầy làm tôi nhận ra tôi đang chưa thật sự nhiệt huyết. Đó cũng là điều tôi rút ra được để có thể tham gia các cuộc thi sau này. Nhiều ý kiến cho rằng Mai Ngô là người ít lắng nghe nên mới mang đến kết quả như vậy. Bạn có nghĩ là do bản thân thực sự khó tiếp cận? Cái tôi quá lớn. Tôi nghĩ tôi là người cởi mở nhưng hơi khép kín vì tôi cũng có những nỗi lo cũng giống như khó khăn riêng mà khó có thể trình bày cho người khác vì họ khó thông cảm với tôi. Vì họ thấy được những phần trình diễn của tôi trước đây đều ổn nên họ mong đợi những cái tốt hơn. Nhưng từ tốt qua xuất sắc thì cần cả giai đoạn. Khi tôi tham gia cùng Jin Trúc Anh thì cũng có nhiều khó khăn. Hai chị em đã loay hoay, tìm cách hợp tác với nhau nhưng chưa hiệu quả nhưng suy cho cùng đó là chặng đường kỷ niệm đáng nhớ vì tôi cũng đã trải qua nhiều khó khăn. Cũng hơi tiếc và ngậm ngùi vì đã nỗ lực nhưng chưa được công nhận. Có thể 3-4 năm nữa, tôi sẽ cưới người yêu hiện tại. Ở showbiz Việt bấy lâu nhưng chưa từng nghe chuyện Mai Ngô hẹn hò. Liệu bạn có đang trong một mối quan hệ nào không? Tôi cũng không ngại chia sẻ tôi cũng đã trải qua nhiều mối tình nên hiểu được khi tôi yêu sẽ như thế nào. Tìm người bạn trai thế nào cho phù hợp. Hiện tại tôi cũng đã có bạn trai nhưng cũng không muốn công khai mối quan hệ vì thật sự tôi và bạn trai cũng chưa ổn định về tài chính, công việc. Tôi cũng không muốn công khai để tránh mất sự tự nhiên. Tôi muốn giữ sự hồn nhiên này để nuôi dưỡng tình cảm bền chặt hơn. Tôi đã biết bản thân có thể tiết chế, dung hòa được với người đó. Nếu có thể đi xa được với nhau thì tôi có thể cưới người này. Tuy chưa có thời gian cụ thể nhưng tôi linh cảm cũng phải 3-4 năm gì đó. Khi yêu, Mai Ngô là cô gái như thế nào nhỉ? Khi yêu, tôi cũng là người khó nhằn, hay bắt nạt người đó nhưng tôi cũng là người rất hy sinh vì tình yêu. Tôi cũng mong muốn người đó đáp lại y chang tình cảm của tôi. Sau sàn đấu vũ đạo, Beat Rang, Mai Ngô có ý định tiếp tục thử sức ở một cuộc thi hay chương trình thực tế nào khác. Đối với một cuộc thi nhan sắc thì tôi xin phép tạm dừng lại vì với danh hiệu Á hậu 4 tôi đã thấy hài lòng. Ngoài ra, nếu trong tương lai có những dự án hoặc chương trình hay thì tôi sẽ cân nhắc tham gia. Trước khi tham gia Beat Rang Việt Nam, tôi có một dự án để ra mắt những sản phẩm âm nhạc nhưng vì cuộc thi đến rất đúng lúc nên đã tạm hoãn. Trong thời gian tới, tôi sẽ có lịch ra nhạc dài hơi.